và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức trong ngày hôm nay. Trường Giang ngưỡng mộ Công Vinh và Thủy Tiên vì lý do này. Tham gia chương trình giải trí do Trường Giang làm MC, Công Vinh và Thủy Tiên đã khiến cho nam danh hài hết sức ngưỡng mộ với tình yêu và sự thấu hiểu của cả hai. Vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên là khách mời của tập 2 game show do Trường Giang làm MC. Đôi yên ương sẽ sát cánh vượt qua 11 câu hỏi hóc búa của chương trình để có cơ hội trúng 6 tỷ đồng, mức tiền khủng nhất với một số game show truyền hình tại Việt Nam. Qua chương trình, cặp đôi viết bét phiên bản Việt đã trao cho nhau những cử chỉ tình bể tình, tưởng như chỉ có ở những cặp đôi mới chớm yêu, thậm chí cả hai còn không ngần ngại ôm động viên nhau trên sóng truyền hình. Đặc biệt, cả hai cho thấy sự thấu hiểu sau 5 năm về chung một nhà. Đến nỗi MC xứ Quảng phải thốt lên rằng, Công Vinh Thủy Tiên đã chứng minh cho mọi người thấy vợ chồng hiểu nhau từng chân tơ kẻ tóc. Bên lề cuộc thi, hai vợ chồng cũng dí dỏm chia sẻ về cuộc sống cá nhân với những suy nghĩ về đối phương. Tiên là một người rất có cá tính, phụ nữ mà người nào cũng muốn thể hiện mình là một người mạnh mẽ, nhưng ở sâu bên trong họ luôn cần một bờ vai che chở, Công Vinh chia sẻ. Trong khi đó, Thủy Tiên bày tỏ quan điểm, người đàn ông là cái người mà không hay chung thủy nhất. Trong đoạn teaser của chương trình, cặp đôi Tiên Đồng Ngọc Nữ xảy ra không ít tranh cãi khi đưa ra những quyết định cuối cùng. Thủy Tiên nói, nếu hồi nãy ba Công Vinh là người ngồi trong phòng thi, ba sẽ ký hay không ký? Cụ Tiền Đạo tuyển Việt Nam trả lời, đó chỉ là một trò chơi. Nhưng trò chơi này nhiều tiền lắm luôn, nữ ca sĩ đáp lời. Kết thúc cuộc tranh luận, Trường Giang kết luận tối hôm nay hai vợ chồng ra về tiền tỷ. Sau những ồn ào xung quanh câu chuyện kiến thức của bạn gái Quang Hải trong thời gian gần đây, Công Vinh Thủy Tiên được các fan mong đợi sẽ lấy lại được hình ảnh của giới bóng đá và thể hiện sự thông thái vốn hiểu biết khi tham gia chương trình này. Tiếc nuối với khoảnh khắc hạnh phúc 20 năm của Quang Minh Hồng Đào giờ chỉ còn là kỷ niệm. Không chỉ bạn bè, người thân mà rất nhiều khán giả vô cùng tiếc nuối khi nhìn lại những khoảnh khắc tình cảm của Quang Minh Hồng Đào. Nhìn những hình ảnh này chắc hẳn mọi người sẽ rất tiếc nuối cho chuyện tình hơn 20 năm của đôi vợ chồng Quang Minh Hồng Đào. Vào tối qua, theo giờ Mỹ trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Hồng Đào bất ngờ xác nhận chuyện đổ vỡ hôn nhân với Quang Minh bằng dòng chia sẻ. Buổi sáng Kali thật yên, tôi ngồi suy nghĩ đủ thứ, nhiều việc sẽ đến với tôi. Tôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân sau hơn 20 năm, lại vừa đưa tiễn một người bạn thân ra đi mãi mãi. Có những thay đổi bất ngờ làm mình ngơ ngác. Ngay sau đó, rất nhiều bạn bè, người thân và khán giả bày tỏ sự tiếc nuối đối với chuyện tình đẹp hơn 20 năm của cả hai. Trải qua những nỗi buồn, nghệ sĩ Hồng Đào khẳng định vẫn giữ được thái độ lạc quan, nghĩ đến những điều tốt đẹp để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, khi nhìn lại những hình ảnh này, chắc hẳn mọi người sẽ rất là tiếc nuối với những khoảnh khắc tình cảm của cả hai thời còn mặn nồng. Từ gương mặt tiêu biểu thuộc thế hệ vàng của nền sân khấu miền Nam, nghệ sĩ Hồng Đào bất ngờ sang Mỹ định cư năm 1994, sau đó mới gặp và kết hôn cùng Quang Minh và cả hai trở thành một cặp đôi hài nổi tiếng nhất ở Mỹ. Hồng Đào Quang Minh là cặp vợ chồng hiếm hoi của showbiz Việt, chung sống bên nhau hơn 20 năm. Từ khi kết hôn, cả hai kết hợp diễn hài tại các trung tâm nghệ thuật ở hải ngoại, Hồng Đào luôn đảm nhận vai trò biên kịch, dàn dựng các tiết mục của hai vợ chồng. Rất nhiều tiết mục hài của cả hai cùng diễn chung, nhận được sự yêu mến của khán giả. Suốt 20 năm bên nhau, dù đi đâu cả hai cũng lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp. Họ còn mở trang cá nhân ghép tên của cả hai Quang Minh Hồng Đào. Nhìn những hình ảnh chắc hẳn mọi người sẽ tiếc nuối nhiều lắm. Hiện tại vợ chồng Hồng Đào có hai con chung là Phương Vân và bé Sophia. Một năm gần đây có khá nhiều tin đồn cả hai đã ly hôn, tuy nhiên cả hai vẫn luôn cùng nhau xuất hiện trong các bữa tiệc và sự kiện quan trọng của hai cô con gái. Càng lớn, hai con gái cưng của đôi vợ chồng Quang Minh ngày càng xinh đẹp và sở hữu chiều cao khủng. Hai cô con gái luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của bố mẹ. Nhìn góc nghiêng gầy gò của team hiện tại, ai dám nghĩ đây là ca sĩ điển trai ngày nào. Từng là ca sĩ nổi tiếng điển trai một thời của V-pop. Nhưng nhìn nhan sắc team giờ đây lại khiến nhiều người ngỡ ngàng vì quá tiêu tụy. Góc nghiêng của team chính là bằng chứng cho sự khác biệt quá lớn giữa thời điểm hiện tại và quá khứ. Hình ảnh mới đây của team trên trang cá nhân khiến nhiều người ngỡ ngàng vì không thể nhận ra nam ca sĩ điển trai ngày nào của V-pop. Khoảnh khắc nam ca sĩ ngồi một mình trong quán
cà phê chờ đón con trai tiếp tục lộ rõ sự gay go, từng gây xôn xao suốt thời gian qua, xuất hiện với set đồ đơn giản gồm chiếc áo sơ mi kết hợp cùng chiếc quần jean, nam ca sĩ bị đánh giá xuống sắc và tiều tụy, mất đi những nét cuốn hút từng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Khuôn mặt đầy đặn với các ngũ quan hài hòa được thay thế bằng các nét góc cạnh, hai gò má cũng lún sâu hốc hác. Việc không cạo sạch râu cũng là một trong những nguyên nhân khiến tim mất điểm trong mắt người hâm mộ, đồng thời khiến nam ca sĩ trở nên già dặn hơn mức bình thường, đặt lên bàn cân so sánh hình ảnh hiện tại và quá khứ. Khi Tim vẫn là một ca sĩ nổi tiếng V-pop, có lẽ không khó nhận ra sự khác biệt. Trước đó, Tim cũng từng khiến người hâm mộ lo lắng khi lộ ảnh giảm cân gần 18kg do stress và chán ăn trong suốt thời gian nửa năm. Ngoài khuôn mặt hốc hác thì ngoại hình nam ca sĩ cũng gầy gò đi trông thấy và mất đi cơ bụng săn chắc, từng đốn Tim fan. Việc nam ca sĩ sụt cân trầm trọng đã gây chú ý cho dư luận. Chính nam ca sĩ cũng nhận ra được vấn đề bản thân nhưng chưa có cách cải thiện, để lại phong độ khi xưa. Phim mới bị yêu cầu phải mập hơn, hôm nay em tự thấy mình khó mập thật sự. Ngoài ra, nguyên nhân dẫn đến việc Tim bị trầm cảm và giảm cân không kiểm soát được, được biết là xuất phát từ cuộc hôn nhân tan rã với Trương Quỳnh Anh. Tim là một ca sĩ nổi tiếng với thế hệ trẻ 8X 9X, nam ca sĩ từng sở hữu lượng fan hâm mộ nhờ giọng hát ngọt ngào cùng gương mặt điển trai ngoại hình thu hút. Tuy nhiên, nhìn nhan sắc hiện tại của Tim, nhiều người lại càng tiếc nuối cho một ca sĩ điển trai một thời của V-pop. Sau việc tiếc nuối động viên Hồng Đào khi hôn nhân hơn 20 năm với Quang Minh tan vỡ, rất nhiều đồng nghiệp lên tiếng bày tỏ cảm xúc của mình sau khi nhân vật chính xác nhận họ đã không còn trong mối quan hệ vợ chồng. Dù nguyên nhân chính dẫn đến tan vỡ thì chẳng ai biết, nhưng trong giai đoạn này các đồng nghiệp đều gửi lời động viên tinh thần người trong cuộc. Vừa qua mọi người đã rất ngỡ ngàng trước thông tin Hồng Đào xác định mình bước ra khỏi cuộc hôn nhân hơn 20 năm. Dù tin đồn cô và Quang Minh đã đường ai nấy đi đã xuất hiện từ trước, nhưng đến thời điểm này nhân vật chính mới lên tiếng xác nhận. Hồng Đào tâm sự, buổi sáng Kali thật yên, tôi ngồi suy nghĩ đủ thứ, nhiều việc sẽ đến với tôi. Tôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân hơn 20 năm, lại vừa đưa tiễn một người bạn thân ra đi mãi mãi. Có những thay đổi bất ngờ làm mình ngơ ngác, mới nhận ra rằng cuộc sống chẳng bao giờ đi đúng theo plan của mình. Người Mỹ có câu, if plan A didn't work, learn how to handle plan B. Plan B của tôi là mong chuyện không vui của hôm qua được khép lại, và cuộc sống hôm nay nhất định sẽ thú vị hơn nhiều với những người thân thương chung quanh tôi. Hiện tại, sự việc này đang chiếm sóng trên các diễn đàn, hầu hết ai cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì cả hai là một cặp nghệ sĩ nhận được rất nhiều sự yêu mến và ngưỡng mộ. Tưởng chừng Quang Minh Hồng Đào có cuộc sống bình yên trên nước Mỹ với hai cô con gái xinh đẹp, thỉnh thoảng lại về nước để tham gia các dự án, nhưng nào ngờ đến độ tuổi U60 họ lại chính thức đường ai nấy đi. Nguyên nhân dẫn đến sự việc này chẳng ai tiết lộ. Hồng Đào dù lên tiếng nhưng cũng chẳng oán trách hay bóc phốt. Chính lẽ đó mà các đồng nghiệp liên tục gửi lời yêu thương động viên tinh thần của cô. Hữu Châu, bình an vui vẻ ba bạn cùng lớp A, bình yên tất cả, an lạc mọi sự, Hồng Đào. Hồng Vân ủng hộ bạn trong mọi quyết định, suy nghĩ và cảm xúc nha bạn. Đức Tiến, tối nay chị xuất hiện tràn ngập trên báo rồi. Lệ Quyên, yêu quý chị. Thu Hoài, em thấy chị đẹp hơn, năng động hơn, nhiều động lực hơn, cho phép em nghĩ là những gì chị đang chọn là đúng. Bằng Kiều, yêu chị. Phủ Ngọc Đảng, em chúc chị luôn an nhiên và hạnh phúc nhé chị ơi. Quang Lê, người chị trong nghề ai cũng yêu quý, khúc rẻ mới cũng đã đến, nhớ câu hát của bác Anh Bằng. Đời việc gì đến sẽ đến, ghi lòng Phật dạy, buông bỏ cho nhẹ nhàng hơn. Rất nhiều bình luận của nghệ sĩ xung quanh dòng trạng thái kết thúc hôn nhân mà Hồng Đào đăng tải. Ngọc Trai còn đăng đàn cả dòng trạng thái dài bày tỏ về sự tiếc nuối cho một cặp đôi mà anh quý mến. Chị Hồng Đào, anh Quang Minh, với những đứa xuất thân từ lò kịch sân khấu thì câu chuyện tình đẹp của họ còn hấp dẫn hơn là đường song song. Cặp đôi đã đi vào tiềm thức của bao thế hệ, họ đứt gánh giữa đàn, những người luyến tiếc chuyện tình này, nghe ai mà không tiếc. Nhưng quyết định người trong cuộc chúng ta cần tôn trọng, có những chuyện người ngoài cuộc như chúng ta không thể hiểu thấu được. Tôi đã cất cặp đôi vào tim vì đó là những ký ức ngọt ngào. Tôi được hợp tác chung với chị Hồng Đào là khi thi Ơn Trời Cậu Đây Rồi, tình huống chị đưa ra có lợi. Chị và anh Thành cứu em thêm vài lần, mà lần đó em chơi dở quá, anh Quang Minh thì mém chút nữa thôi, là có dịp quay chung một phim điện ảnh mà dự án bị bỏ dở. Tiếc chứ, vai tôi là vai anh Minh lúc trẻ mà. Cuộc sống muôn màu, quá nhiều hiện thực mà chúng ta phải chấp nhận. Kiệm lời quá không tốt, nói nhiều quá không hay, giờ chỉ có một mong ước thôi.
Chẳng ai muốn bàn đến chuyện nguyên nhân vì đâu mà họ chia tay, bởi lẽ vợ chồng sống với nhau là nhờ vào tình yêu duyên nợ. Khi cảm thấy mình không thể đồng hành nữa thì kết thúc và cho nhau những lựa chọn mới. Đôi khi ly hôn cũng là cách để mở ra một cuộc sống mới mẻ hơn cho cả hai. Quan trọng nhất vẫn chính là sự bình yên và hài lòng của người trong cuộc. Trương Thế Vinh bị cả showbiz quay lưng vì lên tiếng đòi phí 25 triệu đồng từ thương hiệu thời trang dùng chùa hình ảnh. Nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt và cả nhà thiết kế nổi tiếng đã lên tiếng đá điểu, mỉa mai Trương Thế Vinh sau khi anh vướng vào lùm xùm với một thương hiệu thời trang. Showbiz Việt sau ngày yên ắng tiếp tục có drama để công chúng hít hà khi nam ca sĩ Trương Thế Vinh lên tiếng tố một thương hiệu thời trang sử dụng trái phép hình ảnh của anh. Mọi chuyện bị đẩy ra xa khi phía thương hiệu thời trang kia dù chấp nhận gỡ hình ảnh của Trương Thế Vinh xuống, nhưng lại đưa ra lý lẽ họ có quyền sử dụng vì nam ca sĩ đã mặc áo do họ thiết kế. Về phía Trương Thế Vinh, anh cũng rất cứng rắn khi không chấp nhận lời xin lỗi và đòi phí quảng cáo 25 triệu đồng cho 5 ngày hình ảnh của mình xuất hiện trên fanpage của thương hiệu này. Theo những chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân, Trương Thế Vinh đã chuyển vụ việc này đến luật sư để nhờ giải quyết. Còn phía đại diện thương hiệu thời trang vẫn có những lý lẽ riêng của họ và sẵn sàng ra hầu tòa. Trương Thế Vinh bức xúc khi hình ảnh bị sử dụng chùa, ăn cắp xong trả lại là công an không bắt hả mọi người. Câu chuyện này dần không chỉ ở song phương mà trở thành mối quan tâm của cả showbiz. Nhiều sao Việt lên tiếng nhưng chủ yếu lại ủng hộ phía thương hiệu sử dụng hình ảnh trái phép của Trương Thế Vinh, trước ít người ủng hộ cho nam ca sĩ. Một vài cái tên lên tiếng đá điểu cà khịa Trương Thế Vinh có thể kể đến như Pha Lê, Hoàng Cu, Quốc Thiên, Lý Phương Châu, Hoa hậu Châu Liên Nguyễn, người mẫu Thùy Dương. Trong khi đó, trong các bài đăng chia sẻ về vụ việc của Trương Thế Vinh, có thể ghi nhận chỉ có Lâm Vĩ Dạ và chồng nữ diễn viên Ngọc Lan là Thanh Bình lên tiếng để bảo vệ đồng nghiệp. Nhiều nghệ sĩ Việt để lại bình luận dưới bài đăng phản bác Trương Thế Vinh của đại diện thương hiệu thời trang. Trong khi đó, Lâm Vĩ Dạ và Thanh Bình là hai nghệ sĩ hiếm hoi lên tiếng ủng hộ Trương Thế Vinh. Hiện tại vẫn chưa có kết luận rõ ràng nào cho lùm xùm này vì cả hai bên chưa thể tìm được tiếng nói chung.